vạn vật quanh ta luôn thay đổi, tiến hóa. Theo không gian, theo thời gian, lịch sử cần những chiến binh, tự nhiên cần nguồn lực thúc đẩy, doanh nghiệp cần động lực cải cách, như những chú ong thợ chuyên cần, như những chiến binh tinh nhuệ. Là lính mới, tuy nhiên, nhân viên khách hàng doanh nghiệp luôn có mặt, đáp ứng cao nhất mọi nhu cầu kết nối con người, kết nối công việc và kết nối tương lai với phong cách phục vụ One Stop Shop mọi lúc, mọi nơi. Tự hào, sáng tạo, chuyên nghiệp. Cùng Mobifone, chúng ta tiếp bước hành trình hướng tới tương lai vì sự phát triển của bạn, của cuộc sống và của lịch sử. Năm 2013 đánh dấu lịch sử phát triển 20 năm của Mobifone và ghi dấu sự hiện diện của công tác khách hàng doanh nghiệp. Xin cảm ơn sự gắn bó và cống hiến của các bạn, những nhân viên khách hàng doanh nghiệp của mạng di động Mobifone trong những ngày đã qua và đang tới. Chào mừng các bạn đến với đêm hội Mobifone dấu ấn 2013 dành riêng cho nhân viên khách hàng doanh nghiệp.